Từ chấm phạt góc, nữ cầu thủ Viviana Chisila thực hiện cú đá má ngòi đưa bóng bay qua một quỹ đạo vô cùng khó lường, tạo nên bàn thắng đang gây sốt mạng xã hội. Khoảng cách cú đá phạt là khá xa và lực cũng không đủ mạnh, nhưng quỹ đạo trái bóng bay khó lường khiến thủ thành đối phương phán đoán sai và phải vào lưới nhặt bóng. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Đối với những chân sút phạt cừ khôi, mọi tình huống cố định trên sân đều có thể trở thành bàn thắng. Giống như người ta hay trêu đùa với nhau rằng Messi đá phạt còn dễ thành bàn hơn khi anh ta sút penalty. Hôm nay để kiểm chứng điều đó, hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những cú sút phạt đỉnh cao nhất từ Mbunga cũng như các ngôi sao khác nhé. Đối với nhiều cầu thủ khác, việc chuyển tới Trung Quốc thi đấu giống như một bước lùi lớn trong sự nghiệp. Thế nhưng đi ngược lại với số đông, Paulinho vẫn chơi cực hay tại China Super League và còn được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Brazil. Từ khoảng cách gần 40m, cựu tiền vệ Barca đã khiến tất cả phải bất ngờ với quyết định sút thẳng. Cú vung chân đầy uy lực của Paulinho đưa bóng đi với tốc độ khủng khiếp trước khi găm thẳng vào góc chữ A và còn khiến cho thủ thành đối phương chỉ biết đứng chôn chân. Trong bóng đá, không phải cú sút phạt nào cũng phải bay với quỹ đạo khó mới trở thành bàn thắng. Đôi khi chính sự đơn giản nhưng chính xác lại mang đến độ hiệu quả tối đa. Trong một tình huống tại giải vô địch quốc gia Ấn Độ, tiền đạo mang áo số 11 này đã đánh lừa cả hàng rào lẫn thủ môn đối phương bằng một cú vung chân khá mạnh. Thế nhưng thay vì sút bổng, anh chàng này lại đưa bóng đi chìm và lọt qua hàng rào. Đương nhiên vì bị khuất tầm nhìn, thủ môn đội bạn dù rất cố gắng nhưng cũng không thể cản phá. Không thường xuyên thực hiện những cú sút với quỹ đạo khó, thế nhưng khả năng sút phạt của Ibrahimovic cũng là cực kỳ đáng nể. Được hưởng một quả đá phạt ngay sát rìa vòng cấm, tiền đạo người Thụy Điển tung một cú sút như búa bổ về phía khung thành. Mặc dù đã đoán được trước và bóng bay không quá khó, thế nhưng với tốc độ chả kém gì quả tên lửa, thủ môn đội bạn chỉ kịp bay người khi khung thành đã rung lên bần bật. Với độ chính xác gần như hoàn hảo, pha phối hợp đá phạt này xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa dạy bóng đá. Đứng trước chấm đá phạt, Ikone đã đánh lừa toàn bộ hệ thống phòng ngự đối phương với một pha bấm bóng cực kỳ tinh tế. Bóng bay vừa đủ để vượt qua hàng rào trước khi đến đúng chân của Jonathan David. Số 9 của Linh đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này với cú sút nối chính xác để điền tên mình lên bảng tỷ số. Từng là một bản hợp đồng thảm hại của Manchester United, thế nhưng giờ đây Deby đang chơi cực hay trong màu áo của Olympique Lyon. Không chỉ xuất sắc trong những pha rê dắt hay kiến tạo, khả năng thực hiện các tình huống cố định của ngôi sao người Hà Lan là cực kỳ đáng nể.
lại một lần nữa hàng rào đối phương bị đánh lừa khi bật quá cao nhằm bắt bài pha cứa lòng của DP. Thế nhưng thay vì sút khó, tân binh của câu lạc bộ Barcelona lại dứt điểm chìm hiểm hóc và dễ dàng đưa được bóng vào lưới. Không phải Ronaldinho, Beckham hay Pirlo, Juninho mới là cái tên được mệnh danh là vua sút phạt của bóng đá châu Âu. Đã có lúc người ta cảm tưởng rằng nhạc trưởng người Brazil có thể sút phạt thành bàn từ bất kỳ vị trí nào trên sân vậy. Trong tình huống này, cự ly lẫn góc sút đều không thuận lợi cho một pha dứt điểm. Thế nhưng với tài năng thiên phú của mình, Juninho vuốt trái bóng bay qua hàng rào, đập vào sàn ngang trước khi dội vào lưới để trở thành siêu phẩm. Milan có lẽ là một trong những câu lạc bộ may mắn nhất thế giới khi luôn có những cầu thủ sút phạt tốt trong đội hình. Ngoài Pirlo, Kaká hay Cannavaro, Rossoneri còn có sự phục vụ của Suso, tiền vệ có cái chân trái cực kỳ khéo léo. Ở vị trí quá thuận lợi cho một cú cứa lòng, ngôi sao người Tây Ban Nha vẽ ra đường cong hoàn hảo cho trái bóng. Thủ môn đối phương dù rất tập trung nhưng chỉ còn biết đứng im nhìn bóng bay vào lưới và không có bất kỳ phản xạ nào. Không chỉ là một siêu phẩm đá phạt thông thường, đây còn là bàn thắng ghi được tại phút 90 và giúp cho Bồ Đào Nha gỡ hòa trước Tây Ban Nha với tỷ số 2 đều. Đương nhiên người thực hiện nó không ai khác chính là Cristiano Ronaldo, vẫn là dáng đứng và bước chạy đà quá quen thuộc. CR7 điều khiển trái bóng vừa đủ qua hàng rào và bay vào vị trí khó nhất. Thật khó để trách thủ thành De Gea hay hàng rào của tuyển Tây Ban Nha khi cú sút của Ronaldo có thể nói là hoàn hảo. Able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me. I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking. Dù được thực hiện từ năm 2002, thế nhưng cho tới nay, đây vẫn là một trong những cú sút phạt ấn tượng nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup. Với tài sút phạt của mình, thật khó để Carlos bỏ lỡ một cơ hội như này. Và nạn nhân lần này của hậu vệ người Brazil là tuyển Trung Quốc. Vẫn là một cú vung chân đầy uy lực, bóng đi rất nhanh và liền vào góc chết. Thủ môn đội bạn lần này cũng chỉ kịp bay người sau khi bóng đã làm rung đốc lưới. Dùng hết mọi nỗ lực để cùng đội tuyển Argentina lên ngôi tại Copa America 2021. Một lần nữa khán giả lại được chứng kiến một Messi vô cùng toàn năng trên sân cỏ. Có lẽ khi Mbunga thực hiện những bước chạy đà, nhiều khán giả cũng đã đoán trước được kịch bản quen thuộc này.
Bóng từ chân M10 đi với một quỹ đạo khó, vòng qua hàng rào trước khi găm vào góc chữ A để đánh bại nốt thủ thành của đội tuyển Chile một cách đầy ngoạn mục. Rõ ràng có dành cả ngày cũng không thể khen hết được những tình huống sút phạt vô cùng ấn tượng vừa rồi phải không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.